Người đã cố tình quên, sao ta cứ tìm em, và lòng vẫn hoài mong em quay về. Còn gì nữa người ơi, còn chi nữa mà vui, ngày tắt nắng thì thôi về nhé. Xót xa nhiều rồi, đắng cay nhiều rồi, hãy quên dần chuyện cũ. Lối xưa giờ này có hoang mọc đầy chiều phai. Trôi tôi về ngàn kiếp sau, để quên chuyện buồn tháng cũ. Cho tôi chìm vào ngủ quên, nơi vực thẳm đêm chiều trôi. Cho tôi chìm vào ngủ quên, nơi vực thẳm đêm chiều trôi. Tôi xin ông đừng nên sân si nữa. Sân si sẽ làm cho con người ta tệ hơn rất nhiều. Cậu câm! Cậu câm ngay! Cậu đừng có nói triết lý lố bịch ra trước mặt tôi! Tôi có tiền! Tôi có tiền là có tất cả! Tôi có tiền là có tất cả! Tôi muốn cái gì là có cái đó! Cậu hiểu chưa? Cậu hiểu chưa? Ông nên xem lại mình đi. Ông đã có quá nhiều thứ, hãy để cho người khác cũng được sống có được không? Cậu! Cậu thật là vô dụng mà! Cậu! Cậu! Cậu đi ra ngoài cho tôi! Đi! Đi! Đi ra ngoài cho tôi! Đi ra ngoài cho tôi! Loạn hết rồi! Có tiền là có tất cả mà. Trời ơi! Tuấn Kiệt, rồi mày sẽ phải thua cuộc thôi. Để tao xem mày tồn tại được bao lâu. Thời của mày sắp qua rồi.
Mày cười à? Mày coi chừng tao. Tao điên mà. Mày có thấy gì không? Thấy không? Em ơi, anh sắp trả thù được cho em rồi. Anh nói thiệt, anh trả thù được cho em. Em ở nơi đó ăn nghỉ đi. Em cứ an tâm mà ở nơi an nghỉ cuối cùng. Dạ. Hai mẹ con bà làm gì mà mua đồ nhiều dữ vậy? Bữa nay siêu thị khuyến mãi thì mua, mình vui thì mình cứ mua đồ vậy thôi. Bà, mẹ, con thấy mệt, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi. À, lên đi con. Lên nghỉ ngơi đi con. Dạ. Ê, ông. Nè, tôi mua áo này cho ông nè. Đẹp lắm, giải tốt không đó. Coi đi nè. Nữa. Nè bà, tôi thấy con Học thay đổi nhiều quá, không biết là nó có bị gì không nữa. Trời ơi, con người ta phải thay đổi mới tiến bộ chứ. Ông sao nghĩ gì đâu đâu không à. Đi nè, phụ soạn đồ giúp tôi đi, nhiều lắm. Nhưng mà nó thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc, đi đứng, mua sắm. Sao tôi lo lo quá bà. Chắc có lẽ là nó nhận ra sự ngu ngốc khi lấy thằng chồng không ra gì, cho nên nó muốn thay đổi đó mà. Cái đó gọi là giác ngộ đó, có gì đâu mà ông lo. Nhưng mà làm gì. Thôi, đừng có lo gì nữa. Lớn tuổi mà lo hoài. Nè, không tốt cho sức khỏe đâu đó. Anh Ben. Thu, tại sao em lại tới đây? Em sợ anh gặp nguy hiểm. Em ngốc quá vậy, em làm sao bảo vệ được anh? Không bảo vệ được, em cũng vẫn bảo vệ anh. Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây. Em là người đang gặp nguy hiểm chứ không phải là anh. Em biết anh giúp anh Tú là một chuyện tốt, nhưng mà ông Tuấn Kiệt, ông sẽ không tha cho anh đâu. Sao biết chuyện đó? Em càng biết nhiều thì càng gặp nhiều nguy hiểm nữa. Anh Ben à, hay là mình đi đi anh. Mình đi thật xa nơi đây. Mình đi đâu? Anh không thể nào đi được Thu à. Mình đi đi anh. Anh biết em yêu anh mà. Tại sao anh không biết trân trọng người yêu anh chứ? Em đừng như vậy mà Thu. Anh Ben, hay là mình đi đi anh. Anh Ben à, mình đi thật xa. Em sẽ chăm sóc cho anh, em sẽ sinh con cho anh. Nhà anh. Không được đâu Thu à. Ông Tuấn Kiệt sẽ không cho anh đi đâu. Nghe
nghe lời em. Ở đây ông Tú Kỳ sẽ giết anh đó. Anh cũng biết mà, tại sao lại cố chấp như vậy hả? Ông ta rất là ác. Em bình tĩnh đi, em đừng khóc nữa. Ông Tú Kỳ sẽ không làm gì anh đâu, em cứ yên tâm. Không, chắc chắn ông ta sẽ giết anh. Ông ấy sẽ không tha cho anh đâu. Anh Ben Thu à, anh đi, em bình tĩnh em đi, đừng có khóc. Anh Ben à, nếu mà em cứ khóc, anh không yên tâm đâu. Hãy tin anh, nếu ông Tu Kiệt muốn giết anh thì đã giết từ lâu rồi. Không, anh Ben, anh hãy đi theo em đi. Ở đây ông Tu Kiệt sẽ giết anh đó. Em yêu anh mà. Anh Ben, chào người đẹp đảm đang. Chào anh chàng đẹp trai. Hey, phải đảm đang thôi. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mà. Dạ hả? Thử bát sạch mà ăn cơm thiêu coi có ngon không. Công nhận nha, bữa nay anh bò dù gì ghê luôn á. Em không hiểu gì hết trơn. Người vô duyên mới là người có đạo đức. Ừ. Ủa, kỳ vậy? Ừ. Thì nếu mình có duyên á, thì nhiều cô mê, nhiều cô theo, nhiều cô buồn. Mà làm cho người ta buồn á, là mình có tội, thiếu đạo đức. Vậy cũng không hiểu nữa. Trời ơi, cái lý lẽ của anh á, chỉ có một mình anh hiểu thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, em á, thì còn có một đức tính nữa, rất là quý. Đức tính gì vậy? À, nhiều chuyện. Chuyện này anh biết lâu rồi. Nhiều chuyện cũng là đức tính hả? Trời, nè, nhiều chuyện á thì sẽ khiến mọi người vui vẻ. Ừ. Chưa kể nha, còn tiết kiệm chi phí nữa đó. Sao lại tiết kiệm chi phí? Thì nhờ có em nhiều chuyện mà mọi người ai cũng biết hết chuyện hết, đâu cần phải mua báo đâu. Hay, hay. Thôi, không nói chuyện với anh nữa, em đi lau nhà tiếp đây, bye bye. Anh hả? Hết bị ma nhát chưa? Ồ, hết rồi. Sao nhanh vậy? Mà linh thiệt á anh, sao cái bữa hôm mà hai anh em mình cúng giái ngoài biển á, em không có bị ma nhát luôn á. Ồ, linh thiệt ha. Chắc con ma nó đi đầu thai rồi. Công nhận, khấn vái linh thiệt ha. Ừ, vì vậy em hãy tiếp tục khấn vái đi ha. A Di Đà Phật. Alo, anh đang làm gì vậy? Anh đang nấu ăn hả? Thương chồng em quá à. Trưa anh mang cơm cho em nha. Ok, bye anh. Ủa, ba? Ba mới tới hả? Ủa, con đang nấu ăn à? Dạ, con đang làm cơm, để chút nữa con đem qua cho vợ con. À, dạ. Yeah. Ba vô ngồi đi, để con lấy nước cho ba uống. Cảm ơn con. Chà, nấu cái gì mà thơm quá trời vậy? Dạ, sườn ram. Đang nấu sườn ram hả? Dạ. Thơm quá. Dạ, con đang nấu cơm, để lát nữa đem qua cho vợ con. À, ba uống nước đi ba. Cảm ơn con. Hay là lát nữa ba ở lại ăn cơm chung với con? Nói gì thôi, ba lo rồi. Ba qua đi chơi hay là có chuyện gì con ba? Thứ nhất là ba qua thăm con, thứ hai là ba muốn biết vợ chồng con tình cảm lúc này ra làm sao. Dạ, giữa tụi con cũng có chút chuyện hiểu lầm.
nhưng đang giải quyết bà. Bà yên tâm đi, tụi con vẫn vui vẻ. Hồng kêu con nấu cơm đem qua resort. Nếu tình cảm của tụi con vẫn tốt như vậy thì bà yên tâm lắm. Tại bà lo dạo này con Hồng thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi mà bà không nhận ra nó là con gái của bà. À, hai bác bên đó khỏe không? Dạ, cảm ơn bác. Ba mẹ con vẫn khỏe. Hai bác và Hồng vẫn khỏe. Cảm ơn con. Bác khỏe. Con yên tâm nha. Ở bên đó ráng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn bác. Hồng lúc này sao rồi bác? Ờ, con Hồng cũng bình thường. Từ ngày Hồng lấy chồng, con cũng buồn quá, nên ở bên này luôn, không muốn về Việt Nam nữa. Tội ghê. Tại chắc con không bằng người ta. Thôi con đừng buồn. Đi trách ai bây giờ được bác? Con Hồng nó dại ghê luôn. Con thương nó vậy á, mà nó... Ờ, con nè, nếu mà có rảnh á, thì về Việt Nam thăm bác nha. Bác nhớ con lắm á. Dạ. Thưa bác, xong việc con sẽ về. Cho bác gửi lời thăm ba má con bên đó nha. Dạ. Nhớ giữ sức khỏe nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn bác. Con chào bác. Anh mang cơm tới cho chị Hồng hả? Sao em biết? Thì em thấy anh chở chị Hồng đi làm, cho nên em biết anh là chồng của chị Hồng. Anh. Em. Chồng của em dễ thương quá à. Đem cơm cho em nữa. À, hay là hôm nay á, anh ở lại đây ăn cơm với em nha. Đi đi. Anh nấu món gì cho em vậy? Hôm nay anh chỉ nấu hai món thôi. Ôi. Bữa nay á, hạnh phúc ghê luôn tao ơi. Sắp có kịch để xem rồi. Ôi. Người ta nhìn kìa. Mình là vợ chồng mà, có sao đâu. Dạ, chìa khóa của ông. Kịch này chắc hay lắm. Chắc chắn hay. Chỉ là kịch câm thôi, nhưng vô cùng kịch tính. Từ từ sẽ kịch liệt. Thái! 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 Chết hết đi! Ông chủ ơi! Dạ, ông chủ bình tĩnh đi ông chủ. Thái! Thái! Dạ, ông chủ bất giận. Như vậy không có tốt cho sức khỏe đâu ông chủ. Khốn nạn mà. Nó muốn đấu với tao hả? Nó là cái gì hả? Nó chưa biết tao là ai mà. Tao có tiền. Tao hơn nó nhiều. Dạ. Biết không? Tao có tiền. Tao có tiền, tao hơn nó nhiều, mày biết không? Biết. Mày biết tao có tiền không? Dạ. Tao có tiền đúng không? Dạ. Tao có quyền. Tao làm gì cũng được đúng không? Dạ, dạ, dạ.
tôi muốn gặp các cậu gấp. Ông chủ à, mày thấy gì không? Ông chủ giận đó. Chào ông chủ, gặp tôi có gì không? Cậu cứ ngồi xuống đi. Tôi mời cậu ra đây á là chúng ta có phi vụ mới để làm ăn. Cho hai lon bia. Dạ. À, tôi đã trả xong nợ rồi. Tôi muốn á cậu bằng mọi cách làm cho Tú thiếu nợ lại. Tôi gác kiếm rồi. Từ bây giờ trở về sau tôi sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Mong ông thông cảm cho. Tôi trả cho cậu 50 triệu. Sao? Thời gian qua hợp tác vui vẻ thành công mà. Thôi, cảm ơn ông. Tôi không muốn sai lầm này nối tiếp sai lầm kia. Cậu không nể mặt tôi. Dù sao cậu cũng từng nhận tiền của tôi mà. Ông Tuấn Kiệt à, ông hại người ta nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao? Ông phải chừa cho người ta một con đường sống nữa chứ. 100 triệu, 200 triệu, cậu muốn bao nhiêu? Vấn đề đối với tôi bây giờ không phải là tiền, mà là tôi muốn hoàn lương. Hoàn lương? Phải. Ông Tuấn Kiệt à, tôi nói cho ông biết, thằng Tú là một người tốt. Từ bây giờ trở về sau, tôi không muốn hại vợ chồng nó nữa. Vợ tôi mang thai 2 lần đều bị sảy thai hết. Tôi muốn làm một việc gì đó lương thiện một chút. Mong ông thông cảm cho tôi. Cậu cần bao nhiêu cứ nói con số. Tôi nhắc lại một lần nữa cho ông biết là tôi muốn hoàn lương. Tôi muốn tích đức cho con tôi. Ông có hiểu không? Tụi bay đi. Đi à, ông à, ông kiếm người khác làm đi. Anh Ben, cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như không có anh khuyên can thì có lẽ tôi lại hại thằng Tú nữa. Nghĩ lại trong thời gian vừa qua, tôi thấy mình thật có lỗi. Chỉ cần anh chịu tích đức thì cuộc sống sau này của anh sẽ gặp nhiều may mắn. Tôi cũng đã chán cuộc sống du côn này lắm rồi. Có lẽ tôi sẽ mở một cơ sở gì đó làm ăn lương thiện. Bây giờ tôi mới biết á, quý trọng gia đình thằng Tú như thế nào. Biết hối hận thì vẫn còn kịp. Nếu sau này cậu làm ăn có cần gì giúp đỡ, cậu cứ gọi cho tôi. Trong cuộc đời của tôi gặp được anh là một điều may mắn cho tôi. Anh là một người tốt, một người rất tốt mà tôi rất quý trọng. Lỡ như Tuấn Kiệt mà biết được á, ông sẽ không tha cho anh đâu. Cậu không cần phải lo cho tôi. Tuy là tôi làm ăn với Tuấn Kiệt chưa được bao lâu, nhưng tôi biết được Tuấn Kiệt là người như thế nào. Cậu không cần phải lo cho tôi. Tôi biết mình nên làm gì. Phản bội tao sẽ kết quả không tốt. Tao sẽ giết hết mày phản bội tao. Phản bội trời ơi, tại sao dám phản bội tôi? Tôi có tiền mà. Ông chủ đi ra. Ông chủ sao vậy? Ông đi chủ ra. Đi chỗ khác. Đừng đụng vào người tôi. Tại sao dám phản bội tôi? Tại sao? Em đâu có biết đâu. Nhưng mà em nghĩ có người đứng sau lưng ông chủ sắp xếp mọi chuyện hết đó. Hả? Ý của nói vậy là sao? Hả? Bây giờ ông chủ nghĩ đi ha. Lúc trước á, công việc của ông chủ rất thuận lợi. Nhưng mà gần đây á, gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Em cảm giác như là có một kẻ nào đó đang phá hoại ông chủ. Kẻ phá hoại hả? Dạ.
có một kẻ muốn phá hoại sau lưng chúng ta. Thằng Ben, là thằng Ben. Dữ vậy? Anh thấy đói bụng, anh đi nấu mì ăn nha. Hồng à, em sao vậy? Em bình tĩnh lại đi, em đừng làm anh sợ mà. Bình tĩnh lại đi em. Chúng ta đã có những ngày tháng bên nhau tốt đẹp. Hồng à, em nhìn anh đi, nhìn kỹ anh đi. Anh là Tú, chồng của em mà. Chúng ta đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Bây giờ không còn rào cản nào để chia cắt chúng ta nữa. Đời người ngắn ngủi lắm em à, đừng giận anh nữa. Tú là của tao. Con bánh bèo vô dụng. Không à, dừng lại đi, em đừng làm anh sợ. Em nghe nói gì không? Không. Mình đi hô theo đi. Không. Sao giờ? Chán chị rồi phải không? Em yêu chị. Yêu chị sao không muốn cùng chị? Em sẽ không dễ dàng trao thân cho chị nữa đâu. Cái thằng nhóc này trêu chị hả? Chị muốn lấy ai thì lấy. Giận chị hả? Không. Đồ trẻ con, vậy mà nó không giận. Em nói thiệt mà, em không có giận chị gì hết á. Em chỉ muốn cho chị biết rằng đàn ông không có dễ dãi như là chị nghĩ đâu. Tính chơi trò gì đây? Không có gì hết. Em sẽ không nhận bất cứ thứ gì của chị nữa. Bộ giận nữa hả? Không. Để chị hiểu rõ, em yêu chị thiệt lòng, không cần bất cứ thứ gì hết. Hay là có cô nào còn trẻ chưa chồng rồi? Chê bà già có chồng này ha. Không có, chị không tin thì thôi. Mà sao bữa nay quyết giữ thân trong sạch vậy hả? Em đã nói rồi, đàn ông không có dễ dãi như là chị nghĩ đâu.
Định cám treo cho heo nhịn đói sao? Chị không tin là cưng nhịn được đâu á nha. Thì tùy chị thôi, em không có cãi nữa đâu. Thôi mà đi đi mà, coi như chị năn nỉ đó nha. Không. Để tôi mà biết lén phén với cô nào ha, chết với tôi luôn á. Thì chị cứ tìm hiểu đi. Bắt gian á thì phải bắt tại giường chứ. Đến lúc đó thì chị muốn xử em sao cũng được hết. Nói là phải giữ lời á nha. Đàn ông á, nói lời phải giữ lấy lời. Móc méo nè. Ông chủ cho gọi tôi. Cậu ngồi xuống đi. Hình như cậu muốn chống lại tôi. Sao không trả lời? Im lặng là sao? Ông chủ, tôi xin ông hãy dừng lại khi còn kịp. Dạy khôn hả? Coi chừng cái mạng của cậu đó. Gì mà mặt mày tái mét vậy? Anh à, ông Tuấn Kiệt đó. Ông mới cầm dao hả? Đâm ông Bền đó. Đâm ở đâu? Đâm vô tay. Chỉ đâm vô tay thôi hả? Hả? Chỉ đâm vô tay. Ý anh là sao? Hả? Bộ muốn đâm vô đâu hả? À, ý anh nói chỉ đâm vô tay nó không nguy hiểm, hiểu không? Ừ. Anh không quan tâm anh Bền gì hết à? Chà, quan tâm gì mà quan tâm. Bởi anh Ben ảnh quá thạch rồi. Nhìn bên ngoài như vậy, bên trong toàn là đá xanh không, không có vấn đề gì đâu, em đừng có sợ. Không không không, em thấy á hả, chảy nhiều máu lắm. Toản luôn đó. Vậy hả? Ừ. Vậy phải chúc mừng ảnh mới được. Sắp hết bị quá thạch rồi. Lại có thêm một động vật máu lạnh nữa rồi. Đáng sợ thiệt. Anh Ben, sao em lại ở đây? Em hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở đây? Ông Tuấn Kiệt làm anh bị thương đúng không? Chuyện này không liên quan tới em. Em đi về đi. Em sẽ không bỏ qua cho ông Tuấn Kiệt đâu. Em đừng có gốc nữa có được không? Em không làm gì được ông ta đâu. Em không sợ. Ông đã giết em chết một lần rồi, em không sợ nữa. Nè, nghe lời anh, đi về đi. Ở đây rất là nguy hiểm, đừng để cho ông Tuấn Kiệt thấy. Em đi chung với anh. Anh Ben, anh đi với em đi. Anh đừng có quay về với ông Tuấn Kiệt nữa. Nghe lời anh, đi đi. Không, anh đang bị thương, em không có đi đâu hết á. Ben, anh có sao không? Em dẫn anh vô bác sĩ nha. Em đi đi, mặc kệ anh. Không, anh phải đi cùng với em. Đi đi, nhanh lên. Anh Ben, anh Ben à, vô gặp bác sĩ đi anh. Anh Ben, anh uống nước đi. Cảm ơn. Anh thấy đỡ hơn chưa? Anh chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Có lẽ là do mất máu nhiều quá.
Ông Tuấn Kiệt đúng không phải là con người mà. Ông là một con ác quỷ. Em đừng nói như vậy. Anh tốt với ông như vậy mà ông lại đối xử tệ bạc với anh. Em không hiểu tính của ông đâu. Tuấn Kiệt ghét nhất là ai phản bội ông ấy. Ông ấy căm thù sự phản bội. Anh à, mình bỏ đi đi anh. Trời cao đất rộng, thiếu gì chỗ cho mình sinh sống. Trời cao đất rộng thì có ý nghĩa gì chứ? Anh nói vậy là sao? Anh không muốn đi đâu hết. Em hãy bỏ đi tới một nơi khác và sinh sống đi. Và đừng nhớ tới anh nữa. Không, anh không đi. Em không đi đâu hết. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Phải nói như thế nào em mới chịu hiểu đi Thu? Em không muốn hiểu gì hết á. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Anh Ben, anh bị sao vậy? Hay là em đưa anh trở lại bệnh viện nha. Không sao, anh chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Em nghe lời anh, rời khỏi đây đi. Không. Em cứ như vậy là sẽ hại chết anh đó. Không, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Em sẽ không bỏ đi đâu hết. Tiền sẽ mua được tất cả. Tiền là sức mạnh. Tình yêu chưa tới vì lời yêu chưa nói. Tình hoài xa xôi vì đường yêu muôn lối. Cơn mơ yêu đã qua bao lần. Cho ta nghe nỗi đau muôn phần. Người yêu xa cách để lòng ta oan trách. Ông chủ! Ông chủ à! Ông chủ! Ông chủ! Tỉnh dậy đi ông chủ! Ông có sao không? Ông chủ có sao không? Tại sao lại nằm ngủ ở đây? Hôm qua ở resort tôi thấy bóng trắng chạy ra đây nên tôi theo ra đây. Hình như bị nó chụp hút mê sao á. Ông chủ, thôi mình về đi ông chủ.
Ủa, anh Bo, anh tìm được ông Tuấn Kiệt chưa? Anh tìm khắp nơi rồi mà không thấy ổng ở đâu hết á. Không biết ổng đi đâu nữa. Anh đã tìm kỹ chưa? Hay là ổng đi ra mấy cái quán nhậu á? Thì tất cả các quán nhậu ở bãi biển anh tìm hết rồi mà không có gặp. Chị đi đâu ta? Những nơi mà ổng đã đi qua anh đã tìm hết chưa? Những nơi ổng đã đi qua hay là sắp sửa đi qua anh cũng tìm hết rồi mà cũng không thấy nữa. Như vậy mới chết chứ. Đã đi qua, sẽ đi qua. À, còn một nơi nữa. Ở đâu? Anh đã tìm những nơi mà ổng đã đi qua đúng không? Ờ đúng rồi, tìm hết rồi mà không thấy dấu vết nào nơi ổng đã đi qua. Cái tướng độc quyền, cái tên độc quyền như vậy. À, có nơi sẽ đi qua. Không thấy luôn. Rồi, vậy thì mình tìm cái nơi ổng đang đi qua. Ổng đang cái gì vậy? Đang đi qua, biết ổng đi đâu mà tìm. Người ta đang gấp rút mà em sáng tạo tầm 7 tầm 3 không hả? Mệt thiệt. Sao mà em càng suy nghĩ thì em lại thấy càng rối vậy? Bỏ đi. Bây giờ ổng không có đem điện thoại theo mới chết nè. Lỡ gặp chuyện gì thì sao? Có chuyện gì chắc anh độn thổ luôn. Thôi vậy đi, em biết rồi. Em sẽ phụ anh đi kiếm được chưa? Mà có hai người kiếm sẽ lẹ hơn, sẽ dễ dàng hơn. Đó, câu này mới được nè. Ừ. Vậy đi. Em đi đường này, anh đường này. Ê, hay em đi đường này, anh đi đường này đi. Bỏ đi. Ben dạ. Mới gọi điện thoại nói là tìm được ông chủ rồi. Mọi người thấy họ gì chưa? Dạ, em vẫn chưa thấy. Chắc là họ đang trên đường tới á. Anh Bo đợi xíu đi. Ờ, may mắn là tìm được ông rồi. Ông không sao là mừng rồi. Sao anh biết không sao? Là lát nữa tới, cái mặt đầy máu rồi sao? Cái miệng ăn mắm, ăn muối không à. Nói toàn chuyện xui xẻo. Tại em thiệt tình, em nghĩ sao em nói vậy thôi. Sự thật hay mất lòng, lựa lời mà nói, hiểu không? Anh Bo, anh nói vậy đó, nhiều chuyện là đức tính quý báu của nó mà.